Anh chàng Nhật Thiên này, mới ngày đầu chuyển trường, đã bị thằng gấu báo trong lớp bắt nạt. Mày chưa nộp tiền bảo kê đấy người anh em. Nhưng không sao, nộp đùi gà cũng OCLA đấy baby. Nhưng chính chiếc đùi gà này đã thay đổi cuộc đời của Nhật Thiên. Cậu lớn lên trong một gia đình đơn thân, từ nhỏ cậu đã không có bố. Hai mẹ con dựa vào nhau mà sống từng ngày, nên suốt ngày bị hàng xóm và bạn bè bắt nạt. Để cậu thuận lợi đỗ tốt nghiệp cấp 3, mẹ cùng Nhật Thiên chuyển đến bến cảng. Nhưng lần này, không ngờ rằng chỉ vì một chiếc đùi gà mà làm thay đổi cả cuộc đời của cậu. Vừa mới đi học ngày đầu tiên, Nhật Thiên đã nhận được thư tình. Mở ra đọc, hóa ra là thư dọa nạt của tên đầu gấu Cẩu Tử trong lớp, kêu cậu sáng mai phải nộp 400 triệu bảo kê ở bến tàu. Đến trưa, riêng Cẩu Tử lại thản nhiên cầm miếng trứng lòng đều của người khác ăn, không ai dám lên tiếng, giống như đã quá quen với điều đó. Khi Cẩu Tử đang mút chùn chụt thì bỗng nhiên hướng mắt tới chiếc đùi gà. Thấy chiếc đùi gà to chà bá lửa của Nhật Thiên, này thằng học sinh mới, mày chưa nộp tiền bảo kê đấy. Nhưng không sao nà, nộp đùi gà cũng được, và đùi gà của Nhật Thiên bị cậu ta cướp mất. Lần này Nhật Thiên không chịu thua nữa, từ lớp 1 đến lớp 5 tao còn không sợ, sợ đích gì mày. Dạy con từ thở còn thơ, dạy bạn từ thở bơ với mới về, Cẩu Tử lập tức chặn đường cậu khi tan học. Biết có điều chẳng lành, thoát cái, cậu túm váy lên chạy, bọn chúng thấy vậy liền đuổi theo. Khi chạy đến chân cầu, thằng kia cầm bi lên ném, mèo mù vớ phải cá gian thế nào, lại trúng phóc đầu Nhật Thiên. 6 thằng liền quay cậu lại, tuy đối phương đông người, luân phiên nhau lao tới. Nhưng cậu cũng không phải dạng vừa, né tránh một cách diêu luyện, khiến bọn chúng càng điên đầu hơn. Nhưng né được 69 lần thì bị ăn đấm, cậu nhanh chóng xách dép bỏ chạy tiếp. Nhất cử nhất động của Nhật Thiên đã bị Mã Long, con trai của băng đảng xã hội đen nhìn trúng. Hôm sau khi đến trường, Mã Long đã chặn cậu lại, muốn làm bạn không? Thế là Nhật Thiên đã gia nhập băng đảng của Mã Long. Với thân phận là đại ca, việc đầu tiên Mã Long làm là phải báo thù cho anh em của mình, thông báo với mày một tiếng, từ giờ trở đi, chuyện của Nhật Thiên cũng là chuyện của anh em tao. Kẻ thù của cậu ấy cũng là kẻ thù của tao. Những câu nói ấy khiến Nhật Thiên nghe đến nỗi cảm động. Sau đó hòa thượng lấy ra màu giấy đưa cho Cẩu Tử. Đây là bến tàu của mày à? Để giúp Nhật Thiên hà giận, Mã Long đã đưa đám bắt nạt cậu lên tầng thượng. Từ nhỏ cậu chưa từng đánh ai nên không dám ra tay. Hòa thượng tiến đến nói với cậu, nếu cậu cứ mãi yếu đuối mềm lòng như thế thì sẽ vĩnh viễn bị người ta bắt nạt. Câu nói đó đã khích lệ lòng dũng cảm trong lòng cậu. Chiều hôm đó, cậu cùng anh em cúp học, giờ đây cậu chỉ biết đấm với đá, nghĩa khí người người, cùng anh em mở rộng lãnh thổ, đánh bại những băng đảng khác, thành lập tên tuổi băng đảng có tên là Thái Tử. Nhật Thiên, một cậu bé yếu ớt, thường xuyên bị bắt nật, giờ đây đã trở thành một người dũng cảm, lột xác trở thành một con người khác hoàn toàn. Mã Long là con trai của một trùng băng đảng khét tiếng, từ nhỏ cậu đã là một cậu bé có tiếng nói, đi đâu cũng có anh em theo sau. Hòa thượng, từ nhỏ cậu là một người vô cùng thông minh, một tiết kiểm tra cậu có thể làm 4 cái đề, lần nào cũng chót lột hết, IQ 169. Ngoài ra còn hai anh em này nữa cũng không phải là dạng vừa đâu. Không lâu sau, cả nhóm cắt máu ăn thề, thành lập ra băng Thái Tử, hẹn ước mãi mãi là anh em, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, ai nấy đều cười nói vui vẻ. Khi Nhật Thiên trở về, mẹ cậu đã ngồi đợi sẵn từ bao giờ, vì cậu trốn học nhiều quá, nhà trường đã gửi giấy về tận nhà. Mẹ cậu vô cùng tức giận, nhưng nếu không phải là do dọ bảo vệ cậu, thì Nhật Thiên đã không thể sống nổi ở trường học. Cậu hiểu rõ ý tốt mẹ dành cho mình, nhưng cậu cũng biết tình nghĩa anh em họ dành cho cậu, vì vậy cậu khó lòng từ chối. Đang buồn ngồi ăn tàu phớ bên đường, chúc mừng sinh nhật bé, sao bọn mày biết sinh nhật tao, muốn biết thì biết thôi. Sau đó Nhật Thiên lên xe, cả nhóm dẫn cậu đi mua sắm chiếc áo sơ mi hoa idol cậu thích nhất, còn đưa cậu đến quầy ba đỉnh nhất bến cảng. Sau đó món quà lớn nhất là bảo cậu đi mua canh mực, không quên dặn dò cậu là mua canh mực cho băng đảng Thái Tử. Ông chủ, cho 5 canh mực mang đi, cho băng Thái Tử. 5 canh mực mang đi, cho băng Thái Tử. Khi vừa trả tiền, mẹ cái bọn băng Thái Tử, đừng có chạy, xử chúng nó đi. Sau đó Nhật Thiên bị bọn chúng quay đuổi khắp phố, tí nữa thì bị ô tô cán chết. Như vậy, đó chính là món quà sinh nhật đáng nhớ suốt đời của Nhật Thiên. Vài hôm sau, Mã Long đưa cả nhóm về nhà dự tiệc. Khi đang ăn uống, một tên đàn em mang báo đến, Hoàng Long, bố của Mã Long vừa ăn, vừa đọc báo, rồi lấy đũa gắp thứ gì đó ra, cậu tò mò dướn người lên gặp đồ ăn và muốn xem thứ đó là gì. Ai ngờ đó là một ngón tay, chủ nhân của ngón tay ấy chính là bố của Cẩu Tử. Cẩu Tử muốn báo thù cho bố mình, đã âm thầm lên kế hoạch. Tối đó Mã Long đi uống nước cùng bạn gái, nhưng một lúc sau cô giận dỗi bỏ về vì cô thích uống trà sữa, mà Mã Long lại gọi cho cô cốc ba kích. Cẩu Tử thấy thế thì liền đuổi theo, nói rằng mình là bạn của Mã Long. Sau đó lừa cô ấy vào ngõ tối, rồi tranh thủ nướng khoai luôn. Sau khi biết bạn gái mình bị làm nhục, Mã Long cho người chặn rồi bắt Cẩu Tử lại, tra tấn một hồi Cẩu Tử không chịu khai. Hòa thượng lấy keo con chó ra, không khai tao dán mồm chó mày lại, tao đâu có làm gì. Hòa thượng liền dán mồm Cẩu Tử lại. Mã Long thấy vậy vẫn chưa hả giận, muốn dán luôn cả con mắt của hắn lại. Hòa thượng ra sức ngăn cản anh, nhưng cuối cùng hòa thượng đích thân thỏa hiệp, trực tiếp biến hắn thành kẻ mù lòa. Làm vậy cũng chỉ muốn cho hắn một bài học. Nào ngờ ngày hôm sau khi Nhật Thiên đem đồ ăn đến, Cẩu Tử đã niệm từ bao giờ, có thể là hòa thượng đã dính nhiều keo con chó quá, rơi vào mũi khiến hắn chết luôn. Khi anh trai của Cẩu Tử, Văn Khiêm biết chuyện, liền trở nên điên cuồng,
nhất định gia tổ anh sẽ báo thù cho em trai mình. Hoàng Long, bố của Mã Long, cũng rất giận dữ, vừa phạt 5 người họ, vừa nói đạo lý. Hòa thượng cũng rất nghĩa khí, đứng ra chịu tội cho 4 anh em. Hoàng Long tức sôi máu, mày hay lắm, mày giỏi lắm, mày được lắm. Ông đánh anh đến khi anh không đứng dậy được nữa mới thôi, anh em thấy vậy cũng chỉ biết đứng cam chịu. Sau đó hòa thượng nằm liệt giường, người bố và anh em tốt của Hoàng Long đến thăm. Ma Sa thấy hòa thượng bị đánh nặng thế này, lại nhắc đến chuyện năm xưa. Trước đây, bố của hòa thượng bị bố của Mã Long hãm hại, chặt đứt một cánh tay. Cướp mất vị trí đại ca không nói làm gì, giờ còn tìm cách để đánh chết con ông. Những câu nói ấy vô tình đã bị hòa thượng nghe thấy. Chính vì vậy, hòa thượng sớm đã có ý định báo thù. Để lánh nạn sau vụ này, Hoàng Long đưa họ lên núi, rồi năm anh em bắt đầu đi vào khuôn khổ, tập luyện võ thuật hàng ngày mới lên núi, còn bị sư phụ đá cho sức người. Sau một thời gian, võ thuật cũng như tri thức về những món vũ khí đã được năm anh em tiếp thu một cách nhanh chóng. Khi đang tập luyện, anh chàng thắc mắc tại sao không có súng. Hoàng Long lập tức tới vỗ đầu anh, súng ống là những thứ ma quỷ của phương Tây, chúng là những thứ dành cho những thằng hèn hạ và chết nhát. Để khẳng định mình là người trong xã hội ngầm, chúng mày phải dựa vào nắm đấm và dao. Gió chưa hả? Đó chính là bài giảng cuối cùng của Hoàng Long trong cuộc huấn luyện. Sau đó anh trai của Mã Long ra tù, hắn không tính đến chuyện báo thù luôn, mà giới thiệu một người ngoại tỉnh tên là Sói. Đây là lần gặp đầu tiên của họ. Nhưng không lâu sau, Sói đến tìm gặp Hoàng Long lần thứ hai, bàn về chuyện nhập khẩu súng về để kinh doanh kiếm lời, cùng các đại ca phát triển lớn mạnh. Hoàng Long trước giờ ghét nhất là súng đạn, liền thể hiện thái độ không đồng ý, nhưng cuối cùng Sói đã hợp tác được với Văn Khiêm. Muốn đứng vững ở đây thì buộc phải giải quyết hai băng đảng lớn mạnh nhất ở đây, đó chính là băng Thái Tử do Hoàng Long đứng đầu và băng Cô do Ma Sa đứng đầu. Văn Khiêm nghĩ đến ngay Hòa Thượng. Hòa Thượng vốn đã hận Hoàng Long trong lòng, nay lại bị Văn Khiêm thêm mắm thêm muối, cậu ta liền đồng ý, nhưng điều kiện duy nhất là không được động vào 4 anh em của mình. Không lâu sau đó, Ma Sa, đại ca của băng Cô đã bị ám sát bằng súng. Trong tang lễ, Hoàng Long đưa đàn em cùng đến viếng, tuy không bắt được hung thủ, nhưng Lê Trung băng Cô đã bị nghi ngờ, vì sau khi Ma Sa chết, Lê Trung cũng biến mất theo. Đêm đó, có người truyền tin đến, có người thấy Lê Trung xuất hiện gần cả. Đại ca lập tức sai đàn em đi tìm, không thể ngờ là khi đàn em vừa đi hết thì có 4 vị khách không mời mà đến, nói là đến xin viếng Ma Sa, nhưng lại muốn đưa ông đi chầu ổng vài luôn. Đại ca đây cũng đâu phải loại tầm thường, một thân một mình cân 4 luôn, nhưng không thể không bị thương. Đúng lúc ấy, Nhật Thiên đang tiến tới, chợt nghe tiếng súng vang lên, anh chạy ngay tới, nhưng Hoàng Long đã được ngửi mùi đất rồi. Đại ca không thể ngờ rằng mình lại bị chết trong loại vũ khí mà mình coi thường nhất. Từ nhỏ 4 người đã coi Hoàng Long như bố của mình. Lần ra đi đột ngột này của ông khiến ai nấy đều thương tiếc. Khi đêm đến, Nhật Thiên và Bạch Bạch nói ra suy nghĩ của mình. Nghi ngờ Văn Khiêm là hung thủ, không ngờ, đợi khi Nhật Thiên ngủ say, Bạch Bạch đã đến địa bàn của Văn Khiêm báo thù. Khi cánh cửa vừa kéo lên, một khẩu súng chĩa thẳng vào đầu cậu. Hôm sau, Bạch Bạch đã thương tích đầy mình, nằm ngoan như cún. Vậy là 5 anh em giờ đây đã mất đi một cánh tay. Sau đó, Nhật Thiên đến tìm Sói. Hóa ra Sói lại là người yêu cũ của mẹ cậu. Cậu sợ mình xảy ra chuyện nên đã nhờ Sói chăm sóc mẹ mình. Rồi ông ta khuyên cậu nên trốn đi vì cậu còn trẻ, còn được đi chiều. Suy nghĩ kỹ càng, Nhật Thiên quyết định đi lánh nạn, trên đường đến để tạm biệt Sói. Nhưng cậu vô tình phát hiện Hòa Thượng bắt tay hợp tác với Sói và Văn Khiêm. Cậu như được khai sáng, hiểu ra nguyên nhân cái chết của Hoàng Long, khả năng cao là có liên quan đến Hòa Thượng. Đêm đó, cậu ra chào mẹ lần cuối, rồi đến điểm hẹn. Chính chỗ này đã từng là nơi cắt máu ăn nhậu, nhưng giờ đây lại phải chia ly. Lúc này, Sói đã âm thầm muốn thủ tiêu nốt 4 anh em, liền ra lệnh thuộc hạ đến điểm. Trước lúc chia tay, Nhật Thiên muốn cả 4 anh em cùng thắp lên cho Hoàng Long một nén nhang cuối cùng. Trong lúc Hòa Thượng đang cúng bái, Nhật Thiên đột nhiên dùng dao kề vào cổ Hòa Thượng. Cái lèo gì thế? Có phải mày đã giết Hoàng Long hay không? Chính nơi này, chúng ta đã từng kết nghĩa anh em. Vậy mà giờ mày lại kề dao vào cổ tao, nhưng thằng khác thì lại nghi ngờ. Anh em cái quần gì? Nếu mày có gan thì hãy nói ra sự thật. Dưới sự chèn ép, cuối cùng Hòa Thượng cũng đã thừa nhận là mình đã giết bố của Mã Long. Mã Long không thể tin rằng người anh em mà mình tin sơ tưởng nhất lại chính là hung thủ đã giết bố mình. Đúng lúc đó, Văn Khiêm đưa người đến đây. Trong lúc tình hình rất là tình hình, Hòa Thượng rút dao đâm vào chân Nhật Thiên. Hòa Thượng quay đầu, nhìn thấy anh em bị đánh như chó. Văn Khiêm lao tới chuẩn bị kết liễu Mã Long. Hòa Thượng lao đến, chọn anh em, trực tiếp chém đứt một tai của Văn Khiêm. Đang căng thì đứt dây đàn, tất cả chạy tán loạn. Hòa Thượng quay ra lấy súng, vô tình thấy một đống máu vung vãi trên sàn nhà. Hắn lần theo vết máu và thấy Mã Long đang ngồi co rúm. Thấy chuyện đã đến mức này, Hòa Thượng lên tiếng, tất cả những gì tao làm đều là vì mày. Rồi hắn rời đi, trốn trong bóng tối. Nhìn thấy Nhật Thiên đang tìm mình, một tiếng súng nổ lên khiến eo của Nhật Thiên chảy keo. Sao mày không đi đi? Sao mày lại phải ép tao hạ người anh em? Nhật Thiên không nói gì, lúc này giang hai cánh tay ra tỏ ý muốn trao yêu thương. Hành động khiến Hòa Thượng cảm động, rớt nước mắt chảy nước mũi, tiến tới ôm anh. Nhân lúc đó, Nhật Thiên trao cho hắn một dao. Tại sao chúng ta là anh em mà lại phải chém giết lẫn nhau?
cứ tưởng kết giao anh em đầy nghĩa khí, dòng đời xô đẩy thế nào lại trở thành xã hội đen, mày tưởng Hoàng Long là người tử tế sao? Năm đó vì muốn làm đại ca, ông ta đã chặt đứt tay bố tao, khi hòa thượng chuẩn bị kết liễu Nhật Thiên, thì Mã Long đã kịp chạy tới, cầm dao chém hòa thượng một phát để báo thù cho bố mình. Mã Long đã tự tay đâm chết người anh em của mình, còn Nhật Thiên nằm bất động, nhớ lại một nụ cười đã khiến anh rùng mình suốt những ngày qua. Cuối cùng họ đưa Nhật Thiên cùng Cao chạy xa bay. Vậy là bộ phim của chúng ta đến đây đã kết thúc rồi. Nếu thấy hay hãy để lại một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những bộ phim tiếp theo.